Vâng, hello cho mọi người, mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Như mình là Biot và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách tạo server chỉ với một cái file SpyGhost nha các bạn. Cái file SpyGhost thì mình để dưới phần description, bạn nào cũng tải xuống dưới tải nha. Để mà các bạn tạo được một server á thì bước một đầu tiên là các bạn tạo mình một cái file như vậy. Đây các bạn bấm về rất là đơn giản, new. Đây. Bạn tạo rồi các bạn mở lên cho mình nha. Các bạn mình kế đó cái dòng này. Đây cái dòng này mình sẽ để phần description luôn, bạn nào cũng tải thì dưới tải nha. Và chỉ cần đơn giản xem lại. Bấm xem xem ở đây. Rồi. Đây các bạn sẽ đặt một cái tựa là cái gì cũng được, bạn thích gì miếng chấm bát này rồi nha các bạn, nhưng mình tạo là mở server chấm bát. Rồi. Mình save lại. Rồi, đó. Xóa cái file này luôn đi. Cũng như bạn có thấy cái mình đã tạo cái file như vậy, đang bấm cho mình các bạn bấm Runet admin quên rồi bạn chờ nó load nha các bạn. Vâng, đây nó tải với bạn rất mấy cái file nè, em đợi một xíu nha, đợi xíu cho nó chạy nè. Vâng, đây các bạn đừng lo, bạn bấm nút nhiễm được cho tắt đi. Bạn bấm nút Apply cho mình nè. Bạn Open nó lên. Bạn chỉnh cái True không? Cái font đó các bạn chỉnh True cho mình. Bạn Save lại. Rồi các bạn tắt đi. Rồi tiếp tục lại mở server thêm lên một lần nữa. Lần này server các bạn nó mới chạy nha. Đây. Bạn thấy bên này nó chạy đây, nó load cho mình rất là nhiều file các bạn thấy không? Thì rất là nhiều file nó load cho mình. Bạn đợi nó load nha các bạn. Đây là cái server Rotify đây em. Em biết cái này các đây. Các bạn muốn làm vào server thì đầu tiên thì các bạn phải cái online mod này, các bạn chỉnh font cho mình nha. Cái online mod này là những các bạn nào mà xài Adminium á thì các bạn mới có thể sử dụng cái online mod như bạn. Còn mod bây này các bạn server bạn muốn nhiêu vào như người thì cũng được. Bạn chỉnh 200 và 100, riêng mình chỉ để mặc định là 20 nha các bạn. Cái server IP này là cái gì? Đó là cái các bạn vào server của mình. Mà server các bạn bấm sao? Các bạn bấm là CM để các bạn lấy cái đi server các bạn bấm sống CMD mình. Rồi bạn chat cho mình cái dòng là ib config. Lấy dòng ib config này các bạn enter cho mình. Enter các bạn cho thấy cái IPv4 nè, nó chính là cái mã IP server các bạn đây này nè. Đây. Một chín hai chấm một tám chấm một chấm hai. Các bạn mình sẽ báo các bạn đó là cái này nè. Cái IP server các bạn nè là cái IPv4 đó, nó có thể thay đổi liên tục nha các bạn. Bạn mới nhớ tùy chỉnh vào. Đây mình sẽ tắt nha. Đây như nó load xong server của mình rồi. Vâng, bây giờ mình sẽ vào server để xem các bạn nhận được. Bây giờ hồi nãy mới làm lại, mình sẽ relaunch server. Đây. Rồi mình sẽ mở cái Minecraft mình nha các bạn. Mình sẽ skip đoạn này cho nó nhanh. Vâng, bây giờ các bạn mình nó trở lại đây. Mình đã vào server rồi nha các bạn. Đầu tiên các bạn muốn vào server của mình thì các bạn bấm server IP nãy nha các bạn. Đây. 168.1 nhầm 1.2 đây. Enter. Như mà thấy server nó đã mở nè, thấy không? Đây mình sẽ nhập cho nha. Vâng. Như vậy là các bạn đã có các bạn đó, các bạn nó có một server theo ý của mình. Đây. Server Minecraft nha các bạn. Đây các bạn. Mình sẽ up nha. Mình sẽ up cái này. Ok. Đó, rồi mình sẽ game mode. Đó các bạn thấy không, mình làm cái server thôi mà bị các bạn cần làm đó là thêm plugin server nha các bạn.
Và các bạn thêm plugin gì? Các bạn không biết à? Các bạn sẽ đợi mình. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. À, những plugin gì cần thiết cho server nha. Vâng, người bạn cho đây, đây là cái những plugin cần mình đã soạn ra sẵn để cần thiết cho các bạn. Rồi mình sẽ giới thiệu các bạn từng cái nha. Đầu tiên, cái permission XX này là cái gì? Mấy này là sử dụng các bạn tạo rank. Bạn tạo rank như admin, owner hay là trader, builder đều nhờ cái này. Nó tạo nó sẽ làm các bạn nổi bật cái rank rank lên. Tiếp theo là cái essential X này là làm dùng để làm gì? Này, essential này, kit này để dùng để tạo kit nha các bạn. Để dùng để tạo cái kit cho server đó. Các bạn vừa mới vào đó, nó thông hay là những cái dòng thông báo khi mới vào server, nói chung là tạo cho bạn những cái phím tắt của server nữa. Theo là hai cái word edit và word rule này là cái gì? Hai cái này, word edit này giờ là sử dụng dùng cho bạn build server. Word edit này dùng các bạn xây xây nhanh hơn. Còn cái word rule này á là các bạn để dành các bạn set what. Thứ là khu vực đó không được BBB hay là không được gì đó thì nhờ cái này bạn cứ tải về cho mình đi. Thứ hai, cái thứ năm là Automi. Automi này là cái gì? Automi này là sử dụng các bạn đăng nhập vào. Khi các bạn đăng nhập vào các bạn thấy dòng mà plugin rồi các bạn thấy dòng là plugin hoặc là register đều là nhờ cái plugin này, và đặc biệt plugin này hỗ trợ sử dụng tiếng Việt các bạn nha. Plugin này là plugin sẽ hỗ trợ sử dụng tiếng Việt. Vâng, tiếp theo là plugin ClearLag. ClearLag là plugin dùng các bạn để các bạn giảm lag cho server. Nó dùng các bạn xóa những cái vật xóa những cái vật phẩm mà member nó bỏ xuống đất. Nó bỏ rác đó các bạn. Rồi server bạn hay để lâu quá thì lag. Nên server nó sẽ tự xóa cái plugin này tự xóa các bạn. Và nó sẽ đúng đúng thời gian là xóa hoặc là đúng tới cái số lượng giới hạn nó thì nó sẽ xóa. Multiple score này thì mình nghĩ là nó sử dụng để các bạn dễ dàng các bạn tạo word, xóa word nhanh hơn. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Còn cái My Item Premium nha các bạn, Premium. Tại sao sử dụng Premium? Tại sao mình nói Premium đây? Tại vì phiên bản My Item này nó đã có hỗ trợ. Phiên bản Premium, My Item Premium này nó đã có thể tải là được rồi các bạn. Mình thấy trên mạng nó chia sẻ rất nhiều, mình để link với các bạn tải nha các bạn. Tiếp theo là tại sao mình lên gần cái này, đây cái này đó là các bạn muốn tạo server gì. Nếu các bạn tạo server là Skyblock thì các bạn có hai sự lựa chọn, đó là Skyblock và Uskyblock. Nói chung là cái nào sử dụng cũng ngon hết, ăn hãy đo hai cái gì các bạn sử dụng. Tiếp theo đó là sử dụng server Survival thì nó có chọn Tawny và Faction, thì hai cái này nó cũng rất là khá là giống nhau đó các bạn, bạn chọn cái nào cũng được. Còn plugin cuối cùng đó là VR version. VR version này là cái gì? VR version này là nó giúp hỗ trợ cho các bạn sử dụng nhiều phiên bản. Ví dụ như cái Spy có hồi nãy mình đào về đó là Spy có thương án 1.10.2. Nhưng khi các bạn cài cái này về thì các bạn có thể sử dụng từ 1.8 cho đến 1.12 phiên bản thì sử dụng được. Đề vào đi nha các bạn. Vâng, đây những plugin mình thiết về, mình sẽ để phần description. Tất cả plugin này mình để thì toàn bộ để dưới đi cái hình mình nào cũng tải xuống dưới tải nha. Giờ mình start. Và tiếp theo như là hết rồi các bạn, không còn gì hết. À, mình nói các bạn điều đó là bây giờ thì các bạn chỉ thể chơi online nha. Đây là chỉ là cái thời kỳ các bạn xây dựng server tạo thôi. Còn các bạn muốn chơi online thì các bạn phải mở bot. Mở bot nha các bạn. Mở bot thì rất là đa dạng, mỗi cái thì các bạn có một mở cách rất là đa dạng luôn, nó mở mở khác nhau nên mình không thể nào hướng dẫn hết được. Plugin của mình thì xài khác như bạn. Bây giờ cảm ơn các bạn xem video này, bạn thích hãy nhấn mình một like một subscribe để mình có động lực làm video tiếp nha. Tạm biệt các bạn.